Chào tất cả quý vị và các bạn, cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback, một dòng xe nhỏ gọn và khá là thông dụng trên thị trường hiện nay. Đó là một chiếc Kia Morning. Thì đây hoàn toàn là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc, đời 2009, số tự động, bản đủ SLX, về đầy đủ la răng đúc, xi nhan gương, điều hòa tự động cũng như là đầy đủ về cả hai xe ghế trước. Thì đây là toàn bộ tổng thành xe với một chiếc xe màu sữa. Thì hoàn toàn là một chiếc xe mới về, chưa hề dọn rửa gì. Thì ngày hôm nay tôi sẽ quay chi tiết để quý vị và các bạn cùng lựa chọn về chạy gia đình hay là chạy công việc đều ổn. Với một chiếc xe số tự động thì chạy khá là nhàn. Một dòng xe nhỏ gọn thì cũng tiết kiệm nhiên liệu. Một dòng xe này thì nó chỉ chạy khoảng 5 lít 100 cây. Và đây là toàn bộ tổng thành về phần đuôi này. Về hoàn toàn một chiếc xe mới về, sơn si khá là đẹp và hoàn toàn rất là bóng. Đây, bản đủ SLX này, toàn bộ về hệ thống pha đèn đã là đèn mắt hạt xoài với một chiếc xe biển Hà Nội. Thì những chiếc xe biển Hà Nội thì quý vị các bạn có thể công chứng ủy quyền để nguyên biển đi thì sẽ có giá hơn, cũng như là tiết kiệm được tiền ra tên đổi biển. Đó. Đây là toàn bộ hệ thống la răng. Thì đối với đời 2009 thì là la răng đúc và được thiết kế là la răng bông hoa, hình bông hoa như thế này. Và toàn bộ lốp lát thì cả 4 lốp đều khá là mới. Khi quý vị và các bạn lựa chọn chiếc xe này về thì hoàn toàn chúng ta lăn bánh luôn, không phải động chạm gì thêm cả. Cả 4 lốp rất mới. Đây toàn bộ cua lốp này. Đó, toàn bộ cua lốp. Tôi sẽ quay luôn cả phần gầm để quý vị và các bạn cùng tham khảo và đánh giá chiếc xe này. Thì đây là toàn bộ gầm bệ này. Tất cả đường ba bô lê cũng như là gầm không hề có dấu hiệu gì về mục mọt cả. Thì đối với những chiếc xe số tự động như thế này thì gần như là chúng ta không phải lo nghĩ gì về vấn đề dịch vụ taxi. Thì những chiếc xe dịch vụ taxi người ta thường hay chọn số sàn, đầy đủ hệ thống xi nhan gương này, pha đèn với form dáng mắt hạt xoài, và đã hiện tại đã độ lên phần đèn bi, với đèn bi và hệ thống đèn siêu sáng. Đây, quý vị các bạn có thể thấy đây. Và toàn bộ về phần đèn gầm cản trước cũng như là hệ thống lưới tản nhiệt. Đây toàn bộ hệ thống lưới tản nhiệt này. Một chiếc xe với đăng kiểm dài. Hoàn toàn quý vị và các bạn khi lựa chọn thì chúng ta về đổ xăng là chạy, không phải động chạm gì thêm cả. Nội thất thì đã được bọc nội thất da màu đỏ, toàn bộ táp ly cũng vậy. Một chiếc xe về đầy đủ gương điện kính điện, với một chiếc xe nhập khẩu toàn bộ táp ly đây, độ sần nguyên này. Gương điện kính điện, gương kính chỉnh điện. Toàn bộ hệ thống vô lăng với phần bóng khí cũng như là mặt táp lô. Thì chiếc xe này đã được đầy đủ về màn hình DVD. Như tôi đã nói thì bản SLX nó là điều hòa tự động, đầy đủ hai sấy ghế này, đó, bóng khí bên phụ. Thì đối với dòng Kia Morning này thì cũng có một vài phiên bản về số zig zag và số thẳng. Thì chiếc xe này nó là một chiếc xe số thẳng. Thì đối với dòng số thẳng thì nó sẽ rẻ hơn một chút so với dòng số zig zag, như quý vị các bạn thấy đây. Đó, dòng số thẳng này thì khi quý vị các bạn đi thì mình chỉ cần để ý khi mà chúng ta kéo về số, chúng ta không kéo quá về số 2 mà để số 2 chạy thì nó sẽ khá là hại máy. Về toàn bộ trần nỉ nguyên bản và không hề có một vết bẩn hay là bị xù rách nào cả. Đó, toàn bộ nội thất phía sau này đã được bọc nội thất da xịn. Đó. Đây, toàn bộ phần táp ly này. Tất cả những chi tiết bạc, về hệ bạc cũng như là về phần tay nắm cửa. Đầy đủ về màn hình DVD và hệ thống cam lùi. Còn đây là chiếc xe toàn bộ mặt đồng hồ này. Đó, đầy đủ về hệ thống ABS. Đó, chiếc xe hiện tại đang chạy khoảng 13 vạn với đời 2009, 10 năm. Thì như tôi đã nói thì với những chiếc xe mà chúng ta biển Hà Nội và số tự động thì gần như chúng ta không phải lo nghĩ gì về phần dịch vụ cả. Đó, phần dịch vụ thì không ai người ta lựa chọn số tự động. Với giá khoảng 220 triệu thì quý vị các bạn có thể tham khảo chiếc xe này để về chạy trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, chạy mùa rét hay là chạy trong đường thành phố đều ổn. Một chiếc xe nhỏ gọn. Dòng xe này thì về độ tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ trung bình khoảng 5 lít đến 100 cây, chạy rất là ít, mà số tự động thì lại chạy nhàn, phù hợp cho các bác phụ nữ hoặc là các bác trung tuổi hơn
hay hoặc là ai mà chạy thích dòng xe số tự động mà chạy nhàn hạ hơn một chút so với số sàn. Và chúng ta sẽ cùng đi về phần máy của chiếc xe này. Và đây là toàn bộ tổng thành về khoang máy của chiếc Kia Morning đời 2009, một chiếc xe nhập khẩu số tự động. Như tôi đã nói thì hoàn toàn chiếc xe mới về, chưa hề dọn rửa gì, về khoang máy khá là bẩn với hệ thống 4 máy. Toàn bộ phần răng này cũng như là tai đen. Và keo chỉ lắp cabo nguyên bản với toàn bộ keo chỉ đây. Đó. Máy khá là tốt và gầm bệ thì như tôi đã kiểm tra và test kỹ. Hoàn toàn quý vị và các bạn yên tâm về chiếc xe này. Bảo hành về đâm đụng cũng như là ngập nước. Thì đây là video tôi đã quay và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc Morning nhập khẩu SLX 2009 số tự động với giá 220 triệu. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy đến trực tiếp salon ô tô Mạnh Hoài đối diện Ủy ban Nhân dân xã Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên, hoặc gọi điện kết bạn Zalo tới 3 số điện thoại tôi để phía dưới màn hình. Sau đây tôi xin phép được kết thúc video. Chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.